Cảm ơn 158 anh em nhé. Đang Sài Gòn à, anh đúng rồi nhé. Giang Nguyễn nhé, anh đang Sài Gòn. Anh vừa xuống Tân Sơn Nhất xong. Đây là cái bãi xe bên Phú Trang, bãi xe nhà mình ở làm ở đây. Anh em nào có nhu cầu cần về những cái xe khách 44 chỗ thì liên hệ. Nhanh, không còn nhiều đâu. Chỉ có 31 con đâu à. Xe thì toàn là xe mới, xe đẹp luôn. Xong rồi, chào anh, chúc sức khỏe anh ạ. Ok, anh cảm ơn em nhé. Trân trọng cái tình cảm của anh em miền Đông rất là nhiều nhé. Ok, bạn Hảo nhé. Nếu Trung Đông có nhu cầu thì vào đây. Chúng là gia đình thì nó đơn giản thôi. Đây, xe đây. Còn tên xe thì ở trên bảng là mình có nói rồi. Có ghi đây, nó 31 con xe mới, mới về bãi. Mình vào mình nhận mà. Đấy, công ty này, công ty của mấy anh em mình liên kết với nhau, làm chung với nhau. Chất lượng xe của nó thì mọi người không phải nghĩ nhá. Đấy, to đầy đủ không phải nghĩ. Đây là em này, nó là Hoàng nhá. Nó phụ trách ở trên cái bãi xe này và nó phụ trách tất cả các cái con xe ở, anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ em nữa nhá. Em nó ở Sài Gòn, Bình Dương. Tùng Vũ nhá, có con nào 29 bóng hơn không nhỉ? Bạn có nhu cầu, bạn ở trên có số điện thoại nhé bạn nhá. Thì bạn vào trực tiếp số điện thoại của mình và số vào Zalo của mình thì sẽ thấy cho bạn những cái con xe như bạn cần nhu cầu, bạn như thế nào đáp ứng nhu cầu nhá. Đúng rồi nhá, Hoàng anh Đăng nhá, anh đang Sài Gòn em nhá. Đây này, chỗ này nhà đây. Anh em xem coi từng. Ok, xem nào mới như thế nào. Đấy. Khách xem xe như mới. Vẫn mới tinh, nội thất miễn chê. Cứ vào à, xe nào đều như xe nào luôn. Hoàng lại anh em xem xe nhá. Cảm ơn 192 người nhé. Không, anh bên công ty đấu thầu xe. Anh em nào mà có xe hay là kia nhà ta về kia nộp tiền công ty luôn để cho nào có những cái xe hoặc là có những cái nhu cầu mà liên kết được những cái công ty ở đấu giá xe thì liên kết cho mình. Còn đương nhiên là anh em liên kết được thì đều có tiền hết nhé. Anh lên mai dồn xe lên tận lửa cái nhá. Thì là